mừng các bạn đến với DTS Esports TV. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Có rất nhiều phép bổ trợ đã bị xóa trong suốt chiều dài lịch sử của trò chơi. Hôm nay chúng ta cùng nói về một trong số chúng. Phép bổ trợ đầu tiên là hồi sinh, được sử dụng để hồi sinh bạn ngay lập tức, thời gian hồi chiêu 9 phút. Câm lặng, dùng để câm lặng tướng địch trong 3 giây và loại bỏ bùa lợi hay kỹ năng buff từ đồng đội của chúng và sau đó được sửa thành kiệt sức. Dâng trào, tăng sức mạnh cho tướng của bạn trong 12 giây, tăng 10 đến 78 sức mạnh phép thuật dựa theo cấp độ và 35% tốc độ đánh. Bị xóa trong cuộc đại tu ở mùa 3, chức năng của nó đã được thêm vào một phần cuồng đao Wilshu. Phép bổ trợ này vừa tăng sức mạnh phép thuật, vừa tăng tốc đánh, cực kỳ hữu ích cho các vị tướng phép thuật trong việc đẩy trụ. Tại sao lại như vậy? Có thể bạn chưa biết, đối với các công trình như trụ, nếu 40% áp của bạn lớn hơn sát thương vật lý từ đòn đánh thường, tướng của bạn sẽ nhận thêm số phép đó vào sát thương đòn đánh. Vì vậy, tốc độ tấn công cũng như phép cộng thêm cực kỳ hữu ích trong việc đẩy trụ đối với các pháp sư. Nếu các kỹ năng có thời lượng dài hơn 12 giây, sau khi kích hoạt dâng trào, những kỹ năng đó sẽ vẫn giữ lại được sức mạnh cộng thêm từ phép bổ trợ này, ngay cả khi nó đã hết 12 giây. Một số ví dụ bao gồm tháp pháo H28G của Heimerdinger, nấm độc của Teemo, mầm cây của Maokai. Nâng cấp là phép bổ trợ tương tự như cờ lệnh hiệu triệu đã bị xóa trong bản vá V8.12, nhưng nó có thể kích hoạt trên bất kỳ loại lính nào với các hiệu ứng khác nhau. Thay đổi chỉ số của lính đồng minh gần nhất thành một khẩu đại bác chống tháp pháo, hồi máu cho nó, cấp thêm các chỉ số có lợi. Và khi kẻ địch bị nó kết liễu, bạn sẽ nhận được vàng từ nó. Người quan sát là một phép bổ trợ chỉ dành cho nhân viên của Riot Games. Sau khi kích hoạt, sương mù chiến tranh sẽ bị xóa bỏ và tất cả các vị tướng có thể được nhìn thấy. Hiệu ứng này chỉ áp dụng cho người chơi kích hoạt phép bổ trợ, là một chế độ trong Liên minh Huyền Thoại cho phép người chơi xem nhưng không thực sự tham gia vào trò chơi. Nó được giới thiệu lần đầu tiên tại giải vô địch mùa 1, nhưng kể từ khi phát hành, nó ít được sử dụng. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2011, nó đã được giới thiệu lại cho các trò chơi tùy chỉnh để thử nghiệm beta, và kể từ đó đã được triển khai vào các trò chơi thông thường có giới hạn để ngăn chặn mọi hành vi gian lận giữa những người chơi, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, và giờ đây nó được thay thế bằng chế độ khán giả. Ngoài ra, người sử dụng phép bổ trợ sẽ biến mất, kỹ năng và phép bổ trợ khác bị vô hiệu hóa nhưng vẫn được phép sử dụng vàng. Trong clean của giải đấu cũ, bạn có thể thấy một nhân vật giống với người đàn ông của biểu tượng người quan sát trên giao diện người triệu hồi mặc định. Tập hợp là phép bổ trợ đã bị loại bỏ trong bản vá V.1.0.0.129. Nó cho phép bạn triệu tập một điểm sáng, giúp tăng sát thương tấn công của các đơn vị gần đó. Nó không thể được đặt ở một vị trí đã chọn, nhưng nó sẽ được triệu hồi ngay trước hướng mà tướng của bạn nhìn. Nó từng được đổi thành màu tím trong bản vá 2011, hiện đã bị xóa. Biểu tượng tập hợp được sử dụng để đại diện cho phần tuyển dụng bang hội và đội. Tăng cường là một phép bổ trợ không nhắm mục tiêu, giúp tăng sức mạnh cho tất cả các trụ trên toàn bản đồ, mang lại khả năng bất tử cho tất cả trụ đồng minh và khiến chúng tấn công nhanh hơn 100% trong 7 giây. Trong khi kiên cố sẵn sàng sử dụng, bạn gây thêm 9 sát thương cho lính chỉ tính trên đòn đánh thường và các kỹ năng hiệu ứng đòn đánh, cú bắn thần bí của Ezreal hoặc là Quy của Nasus bị xóa vào ngày 15 tháng 11 năm 2011, sau này được sử dụng như một chức năng trên trụ cơ giáp, giảm 50% sát thương từ mọi nguồn. Hiệu ứng này hết sau 5 phút, nó chủ yếu được sử dụng để phòng thủ, ngăn chặn lính, được cường hóa và dọn dẹp lính nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, đây cũng là một phương pháp rất hiệu quả để trừng phạt mấy bố thích băng trụ, hoặc nhanh chóng gây sát thương cho kẻ thù bị kéo vào từ bàn tay hỏa tiễn, hay các kỹ năng khiêu khích. Khi bạn sử dụng tăng cường, bất kỳ cú đánh nào lên trụ được bảo vệ sẽ không tạo ra một số hiệu ứng nhất định mà trước đây có thể kích hoạt. Ví dụ tấn công không ngừng từ nội tại của Zac, cuồng đao Wilshu hoặc chém đôi của Master Yi. Tăng cường có thể được sử dụng trong khi tướng của bạn đã chết. Trong khi được tăng cường, trụ giết hoặc hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch, bạn cũng nhận được vàng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho việc tiêu diệt lính. Khi Dominion được phát hành, biến về đã được làm lại để phù hợp với phong cách nhịp điệu nhanh của chế độ trò chơi, tạo ra biến về nâng cao có thời gian sử dụng ngắn hơn nhiều. Trên đây là một số phép bổ trợ đã bị xóa bỏ khỏi trò chơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.